điện thoại của em rơi ấy. Chị sợ điện thoại em để trong cái túi này này, vì nó có bị như này này. Hiện tại của chị rơi ra rồi. Điện thoại chị tưởng là của em, tại vì em có hai cái điện thoại. Mai muốn làm không nhỉ?